Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 20 tháng 6 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua trình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Thi Nga, phần bình luận của bình luận gia Đại Dương và sau cùng là phóng sự cộng đồng về buổi văn nghệ con rồng cháu tiên của các liên đoàn hướng đạo Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ do Minh Thúy thực hiện. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Ông Obama tuyên bố Nga và Trung Cộng không ký vào việc loại bỏ ông Assad của Syria. Ông Romney nói rằng ông Rubio được xem xét lại cho chức vụ thứ hai. Cơ quan liên bang mở hồ sơ dự kiện trên mạng cho những khiếu nại về thẻ tín dụng của giới tiêu thụ. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Nhóm dân Mỹ gốc Á phát triển nhanh ở những tiểu bang chính. Một bản nghiên cứu mới cho thấy dân số Mỹ gốc Á Châu thì ít, nhưng lại là phần phát triển nhanh trong dân số Hoa Kỳ và có thể có thêm nhiều ảnh hưởng trong những năm sắp tới về chính trị và đời sống Mỹ một cách tổng quát hơn là một số người vẫn nghĩ. Theo bản nghiên cứu của Pew Research Center, dân Mỹ gốc Á Châu lần đầu tiên đã vượt qua người Hispanics là những người nói tiếng Tây Ban Nha như là một nhóm di dân phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Các dữ kiện thống kê cho biết, tính cho tới năm 2010, 36% số di dân tới Hoa Kỳ là người Á Châu, trong khi chỉ có 31% là người nói tiếng Tây Ban Nha. Dân Mỹ gốc Á vẫn chiếm một phần tương đối nhỏ trên nước Mỹ, họ chiếm 5,8% dân số vào năm 2011, trong khi người Hispanics chiếm 16,7% dân số. Tuy nhiên, vẫn theo bản nghiên cứu, người Mỹ gốc Á Châu không những là nhóm chủng tộc phát triển nhanh nhất, mà còn là nhóm có lợi tức cao nhất và có trình độ học vấn tốt nhất. Vượt lên trên những thứ đó, các cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu đang phát triển trong một số vùng chính trị quan trọng như Bắc Virginia, Nevada, Pennsylvania, Florida, Michigan và California. Ảnh hưởng chính trị mà cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu hiện có thể có thì hạn chế với cứ 3 trong số 10 người lớn Mỹ gốc Á Châu không phải là công dân. Có khoảng phân nửa số người Mỹ gốc Á Châu nói rằng họ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, so với 67% tất cả người lớn Mỹ cho biết họ đã đi bầu trong năm đó. Bản nghiên cứu cho thấy những người đi bầu thường bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, với phân nửa tổng số dân Mỹ gốc Á Châu tự nhận mình là đảng viên Dân Chủ hay thiên về đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có 28% tự nhận mình là đảng viên Cộng Hòa hay thiên về đảng Cộng Hòa vẫn theo bản nghiên cứu tỷ lệ này cũng không xa lắm so với tỷ lệ của người Mỹ với 49% thiên về đảng dân chủ, nhưng người Mỹ gốc Á châu lại có thể ủng hộ tổng thống Barack Obama nhiều hơn là dân chúng Mỹ nói chung. Bản nghiên cứu cho thấy có 54% dân Mỹ gốc Á châu chấp thuận việc thi hành trách vụ của ông Obama. Ông Obama tuyên bố Nga và Trung cộng không ký vào việc loại bỏ ông Assad của Syria. Vào cuối ngày hôm qua tại một cuộc họp báo ở Metiker là nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 quốc gia. Tổng thống Barack Obama thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo Nga và Trung Cộng đã không ký vào chiến dịch ngoại giao để loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria như là một phần của kế hoạch chấm dứt bạo động đẫm máu trên nước này. Ông Obama mô tả những cuộc hội kiến hôm thứ Hai với Tổng thống Vladimir Putin của Nga và hôm qua với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Cộng là rất thẳng thắn và sâu sắc về vấn đề Syria và thắc mắc về việc loại bỏ ông Assad. Mặt tư khoa và Bắc Kinh, hai thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ngăn chặn những sáng kiến quốc tế nhắm vào việc dùng các biện pháp chế tài để chấm dứt 15 tháng đàn áp của ông Assad đối với phe đối lập ở Syria. Những quan sát viên bên ngoài đã đưa ra con số tử vong là 10.000 hay là cao nhất tới 15.000. Và ông Assad đã từ chối thi hành kế hoạch được soạn thảo bởi cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan để chấm dứt bạo động. Ông Obama cho rằng Hoa Kỳ và những nước hợp tác có thể sắp sửa tiết lộ cho thế giới và quan trọng hơn hết là cho dân chúng Syria, một kế hoạch mới phát họa ra cách làm thế nào ông Assad có thể rời bỏ quyền hành nhưng ông Obama nhìn nhận là khó để đạt được sự hợp tác của Nga và Trung Cộng. Và ông minh xác là không lây chuyển được lời kêu gọi của ông cho ông Assad ra đi. Theo ông Obama, ông Assad đã mất tính cách hợp pháp và khi ông này tàn sát chính dân chúng của ông ta thì không thể nào chấp nhận được một cuộc chuyển tiếp chính trị trật tự để cho ông ta vẫn cầm quyền. Tổng thống cho biết ông không thấy có tình huống nào để cho ông Assad lưu lại và bạo động giảm đi. Ông Romney nói rằng ông Rubio được xem xét lại cho chức vụ thứ hai. Đảng viên Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố rằng ban vận động và tòa bà ốc của ông đang xem xét lại thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio như là một sự lựa chọn tiềm năng cho chức vụ phó tổng thống. Và ông phủ nhận một bản tin của ABC News cho rằng ông Rubio không được xem xét nghiêm chỉnh như là một người tranh cử chung với ông. Lời tuyên bố trên được ông Romney đưa ra trước các ký giả bên ngoài một tiệm kem ở Holland, Michigan, khi ông kết thúc chuyến công du bằng xe bus kéo dài 5 ngày qua 6 tiểu bang chiến trường tranh cử. Thông thường, ông Romney hay từ chối bàn luận về cá nhân các ứng cử viên có thể tham gia với ông để đối đầu với liên danh dân chủ của Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Rubio là một người Mỹ gốc Cuba mà khả năng của ông đã từng được tìm kiếm để giúp ông Romney kêu gọi dân gốc Latin. Việc loại bỏ ông này như là một ứng cử viên tiềm năng sẽ có nguy cơ thêm trong việc làm xa lánh khối cử tri đang gia tăng, vốn đã không hài lòng với đường lối cứng rắn về di trú của ông Romney. Cơ quan liên bang mở hồ sơ dữ kiện trên mạng cho những khiếu nại về thẻ tín dụng của giới tiêu thụ. Cơ quan liên bang được thành lập trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 để bảo vệ người tiêu thụ chống lại những lệ phí che giấu và những kiểu làm ăn lường gạt của các ngân hàng đã mở một hồ sơ dữ kiện hôm qua cho những khiếu nại về thẻ tín dụng. Người xem có thể trông thấy ngân hàng nào nhận được khiếu nại và loại khiếu nại nào được đệ nộp, nhưng tên của khách hàng và những chi tiết khác về họ không được bao gồm trên trang mạng của Sở Bảo vệ Tài chính cho người tiêu thụ. Cơ quan này sẽ dùng hồ sơ dữ kiện để theo dõi các khiếu nại và giúp giới tiêu thụ chọn lựa ngân hàng. Trang mạng được mở ra cùng một ngày với việc cơ quan này công bố chi tiết của ngàn hàng ngàn khiếu nại về thẻ tín dụng, nợ thế chấp nhà, nợ vay tiền học và những sản phẩm ngân hàng khác. Hồ sơ dữ kiện về thẻ tín dụng sẽ chứa đựng chi tiết về những khiếu nại do cơ quan này nhận được từ ngày 1 tháng 6. Cơ quan hy vọng sẽ cho cộng thêm dữ kiện trước đó trong năm nay. Các sở làm nhỏ hoan nghênh giấy phép làm việc cho dư dân trẻ. Giới tiểu thương từ lâu đã phản đối nỗ lực chuyển trách nhiệm kiểm soát di dân cho các sở làm. Theo báo Wall Street Journal, việc kiếm nhận tình trạng hợp pháp của người mới được tuyển dụng là một sự sao lãng tốn kém và nặng nề, và họ cho rằng đó là một điều tốt nhất phải để lại cho các viên chức di trú. Thế nhưng giờ đây, một số chủ nhân doanh nghiệp thấy dễ thở hơn. Theo như loan báo mới của Bộ Nội An cho biết, bộ này sẽ ngưng trục xuất những dây dân trẻ bất hợp pháp và thay vì vậy lại cấp giấy phép làm việc cho họ trong văn bản hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Nội an Janet Napolitano tuyên bố rằng cơ quan này sẽ không còn trục xuất các di dân không có giấy tờ dưới 30 tuổi đã tới Hoa Kỳ khi họ còn 16 tuổi trở xuống, sinh sống ở đây ít nhất là 5 năm và không có tiền án. Bà Napolitano nói rằng trong khi những luật di trú phải được thi hành, chúng không được lập ra để loại bỏ những người trẻ sản xuất đối với những nước mà họ có thể không sinh sống hay thậm chí không nói ngôn ngữ của những nước đó. Liên đoàn Quốc gia Doanh nghiệp Độc lập, một tổ chức vận động hành lang cho tiểu thương có 340.000 thành viên, từ lâu đã chống đối việc cấp những gì mà tổ chức này xem như là ân xá cho di dân bất hợp pháp, hơn là thi hành những luật lệ hiện có. Tổ chức này nói rằng các sở làm nhỏ hoan nghênh bất cứ sự xúc tiến nào làm giảm bớt gánh nặng về luật lệ trong việc điều hành doanh nghiệp.